Em chào các bác nhé. Video hôm nay em báo giá một con Omni Mazan, một con Omni Mazan dòng 4 số đời cao nhất của hãng Mazan đến từ Nhật Bản, dòng model là 8006 nguyên thùng xốp đấy nhá. Hàng mới mới 99,9% và một con đẩy Mỹ siêu mỏng cánh em đây. Đẩy Mỹ này nó gọi đẩy siêu mỏng cánh nhá, siêu mỏng cánh 1700W, cái độ dày nó khoảng hơn 4 phân thôi. Đấy, nó mỏng dính luôn các bác. Linh kiện bên trong đặc khịt các bác nhá. Đấy, 1700W. DC là model là DC DPC 1400X nha các bác này. Đấy. Con này tiếng rất là hay các bác. Cái này các bác bê rất là nhẹ nhá. Các bác dùng rất là tiện mà nó nhẹ này các bác, nhiều khi các bác di chuyển nó rất là dễ mà công suất nó khỏe. Đấy, các bác đánh bát 30 bát 40 vô tư. Em quay con Mazan 8006 trước đây các bác này. Cái dòng 4 số này thì nó có các cái model là từ đầu năm nhá, đầu 5, đầu 6, đầu 7, đầu 8. Cho nên đầu 8 này là con 8006 là dòng cao cấp nhất của dòng đầu 8 nhá. Cao cấp nhất của hàng đầu dòng đầu 8 mà cũng là đời mới nhất. Đấy. Đầu 8 thì có 8003, 8004, 8005 và 8006 là một dòng cuối cùng rồi. Cái dòng này thì bây giờ vẫn có hàng mới nhá. Bây giờ hãng họ vẫn sản xuất hàng mới và hàng mới thị trường bây giờ giá tầm 40 triệu nhá. Giá tầm 40 triệu thì đây là cái hàng này hàng lướt nhá, nó gọi là hàng lướt, bên nước ngoài họ mua về họ 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 không dùng nhá. Họ không dùng thì nó đẹp khoảng 99%. 99,9% luôn các bác. Cái máy này em nhìn thì gần như không có cái vết mũi đốt là luôn rồi nhá, không có vết mũi đốt là luôn. Đấy. Thùng rất là đẹp luôn các bác. Đấy, phụ kiện đầy đủ nhá, nguồn zin này, nguồn zin khiển zin và các sách hướng dẫn này. Sách hướng dẫn với cái giấy tờ mua bán ở bên Nhật. Quay cho bác xem cái thùng trước này. Thùng rất là đẹp nhá, thùng vuông vuông thùng sắc cạnh này. Thùng này cũng rất là đẹp. Tại vì cái hàng này đời nó là đời mới đời rất cao. Các bác nhìn cái thùng các bác đã thấy phê rồi. Dòng đời mới đời cao. Và cái người Nhật họ mua về họ mua về họ không dùng, họ cất đi. Cho nên là cái máy này nó không có vết mũi đốt được luôn. Em nhìn thì không thấy có cái vết mũi đốt được luôn. Đấy. Thùng rất là đẹp nhá. Đấy, quay. Tiếp theo sẽ quay cho các bác cái máy này. Mazan 8006. Đấy, rất đẹp luôn nha. Nói chung là nó là gọi các bác có thể gọi là hàng mới được. Tại vì cái người Nhật họ mua về họ cất đi, họ không dùng. Đấy, không có vết mũi đốt là luôn. Mặt trước thì có cái nút này là nút chỉnh đầu vào này các bác này. Nút này là nút chỉnh đầu vào này. Chỉnh đầu vào là cái nút là mình chỉnh đầu vào. Nút này là nút âm lượng các bác này, âm lượng. À, cái này có chỉnh bát, chỉnh mic, chỉnh chép và cân bằng loa các bác này. Đấy. AB. Cái đánh hai cầu AB này. Đấy, hai cầu AB, AB A cộng B nhé. Đấy. Logo Mazan này, khi mà các bác cắm điện lên là các cái đèn trong này nó sẽ sáng nhá. Các bác chuyển kênh, chuyển đâu nó sẽ sáng đấy. Nó có cái sáng xanh rất đẹp nhé. Ấn vào đây này nó sẽ hiển thị cái đèn sáng màu xanh rất đẹp nhá. Đấy. Con Omni này không có vết mũi đốt rồi luôn. Đấy, hàng đầu ra mạng nhé. Rất là đẹp. Hàng tuyển chọn những cái sản phẩm nó cao cấp, nó đắt tiền như này thì mình phải tuyển nó phải đẹp xuất sắc nhá, nó phải đẹp nó mày. Đấy. Cái này thì ở bên nước ngoài nó có nhiều nhưng em chỉ lấy cái hàng nó có thùng xốp các bạn. Cái hàng nó có thùng xốp thì nó vận chuyển thì nó an toàn hơn. Đấy. Nó có xốp của hãng. Đây là các cái đầu vào này nó còn nguyên còn mạ vàng hết nhá, toàn bộ mạ vàng hết. Đấy, mạ vàng này, mạ vàng rất là óng ánh luôn, rất là mới. Đấy. Các cái đầu vào, rồi là cái này là dây out ra xúc điện các bạn này, ra xúc điện này. Cái đầu vào CD Tuner AUX. Đây là bằng nhôm nhá. Cái cọc cái này của nó bằng nhôm này. Bạn rất là sướng. Mấy cái cọc này của nó bằng nhôm hết rồi nhá. À, cái này đánh 4 đến 16 và 8 đến 16 này, AB 4 16 và A cộng B 8 16 này. Đây nút nguồn à, cái cắm nguồn của này, cái này cắm nguồn còn model là 8006 này. 100V 56Hz 220W thôi nhá, 220W. Mazin Japan. Cái dòng 8006 này toàn bộ là sản xuất tại Nhật Bản hết luôn nhá. Toàn bộ sản xuất tại Nhật Bản hết, Mazin Japan hết. Đấy, sản xuất năm 2021 này. 2021 này. Đấy, ông Nhật thì mua về ông cất đi các bạn. Đấy. Nói chung là không có mua đốt rồi. Cái dòng nó cao cấp đắt tiền này thì tuyển rất kỹ nhá. Để rất kỹ là cái dòng này dòng đời mới. Dòng đời mới thì họ mua về họ cũng có người họ mua về họ sử dụng nhưng mà cũng có người họ mua về họ cất đi. Đấy, cái này thì họ càng là họ cất đi rồi, không có bụi.
không có bụi, không có bẩn và không vết mỗi đốt nào luôn. Đấy, bên trong nó có sử dụng cái nguồn xuyến. Một xuyến này là rất to quá. Đấy. Thì con Omni này thì em báo giá luôn các bác là giá 18.500.000 luôn nhá. 18.500.000 hàng mới, thị trường bây giờ hàng mới các bác mua mới bây giờ là tầm 40 triệu. Đấy. Cái này thì hàng gọi là hàng đẹp 99,9% giá 18.500.000 luôn nhá. Đấy, người thùng xốp các bác. Đấy. Tiếp theo là một con đẩy Mỹ. Đẩy Mỹ siêu mỏng cánh luôn này. Cái này độ dày nó khoảng hơn 4 phân rồi các bác. À, cái này nó đánh hai kênh AB này. AB, đấy, AB hai kênh AB này. Model là DBC 1400X fairway nhá. Margin USA. Fairway nó của Mỹ nhá. Đấy, fairway nó của Mỹ. Đây là mấy cái lỗ này tản nhiệt này, tản nhiệt này. Đấy. Độ dày của này nó chỉ độ dày của cái này nó chỉ khoảng hơn 4 phân thôi các bạn. Hơn 4 phân. Con đẩy này nó chỉ nặng tầm 7-8 cân. Đây là cái dàn loa này, đây là cái dàn loa các bác bắt loa đấy cũng được này. Bắt loa đây hoặc các bác cắm vào cái rắc 6 ly cũng được này. Đấy. Đây là đầu vào này các bác này. Đầu vào là ca lông này các bác, đầu vào ca lông 6 ly này. Đầu vào ca lông 6 ly này, đầu ra thì rắc xoáy này rồi là 6 ly này các bác. Đấy. Đây là nguồn này, dây cắm nguồn này. Đấy. DBC 1400X fairway. Margin USA. Điện 100V nhá, cái này hàng Nhật về điện 100V, 50-60Hz. Công suất tiêu thụ điện là 1700W và công suất ra loa của cái dòng này là 700W một kênh nhá. 700W một kênh là trở kháng 8 ohm. Đấy, đây này các bạn. Đấy. 1400W 4 ohm này, 1400W 4 ohm này. 1400W 4 ohm này. Cái này ra loa là cái này công suất ra loa của nó là cái này công suất ra loa của nó là 1400W 1400W 4 ohm nhá, thì nó là 700W một kênh. 700W là một kênh là 4 ohm. Còn 8 ohm thì nó tầm 500W thôi nhá, 8 ohm tầm 500W. Đấy. Cái này nó đánh được tận xuống 2 ohm nhá. Cái nó đánh con đẩy này nó đánh được tận xuống 2 ohm này. Đấy, 2 ohm. 2 ohm của nó khoảng 2 ohm của nó khoảng gần 1000W nhá. Nó đánh 2 ohm nó gần 1000W luôn đấy các bác. Đấy. 4 ohm 700W, 2 ohm thì nó khoảng 800W, 900W thôi nhá. Đấy. Con đẩy này thì các bác chơi loa bắt 30, 40V4 các bác nhá. Bắt 30, 40V4 còn các bác 25, các bác chơi 2 cặp bắt 25. Các bác chơi 2 cặp bắt loa bắt 25, 30. Còn bắt 40 các bác chơi một cặp thoải mái nhá. Con đẩy này thì 700W một kênh. 700W một kênh, con đẩy này em bán là 6 triệu 8 nhá. 6 triệu 8 con đẩy này rất là đẹp luôn các bác. Đây là cái nắp lưng của nó sơn zin này các bác. Nắp lưng sơn zin nhá. Sơn zin thì nó nhìn rất là đẹp rồi. Đấy, rất là đẹp. Con đẩy này em bán 6 triệu 8 này, 6 triệu 8. Còn con Marzan 8006 này em bán là 18.500.000 luôn nhá. 18.500.000. Bác nào nhu cầu những món nào thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302 nhá. Nhìn cái thùng nó rất là yêu các bác. Đấy. Em nhìn em mê lắm các bạn. 18.500.000 mà dàn 8006. Ở đẩy Mỹ fairway là 6.800.000 các bác nhá. Bác nào có nhu cầu mua alo theo em theo số điện thoại 038 232 8302.